Xin kính chào toàn thể quý vị. Chào đón đến quý vị một đôi loa siêu khủng. Phải nói luôn là nó siêu khủng luôn. Vì chưa có đôi loa sạc VinVega nào bát nó 50, con này xít suất 50. Nó phải tầm 48. Dòng loa sạc VinVega bát 37, 38, 40 thì khá là nhiều trên thị trường. AT15 rồi M100 nó trung bình là 30, 32 triệu. Nên nó chỉ là bát 38 đến 40 thôi. Nhưng đây là những đôi loa bát 50. Báo cáo quý vị vậy. Những đôi loa quá khủng, quá tải. Và hôm nay em sẽ mở những dòng loa này với những dòng nhạc cổ. Thưa quý vị, em đã test rồi nhưng em vẫn muốn nghe em nó. Và em sẽ test để nghe thử một số thể loại nhạc. Báo cáo quý vị là riêng sạc VinVega này quý vị cứ có pao đẩy hoặc là âm ly dòng săn xui đánh cho em. Tiếng nó mềm hay lắm. Còn hôm nay thì hiện tại là em không còn con âm ly săn xui nào công suất lớn để đánh cho đôi bát 50 này. Em đang đánh nó với lại bộ rè pao Dinaco. Đây, bộ rè pao Dinaco mặt vàng chanh đây. Dinaco. Mời quý vị đến với bản test luôn. Sau đó giữa chừng em sẽ thay đổi một thể loại nhạc và đo kích thước. Giới thiệu luôn cho quý vị đây. Quý vị nhìn ở ngoài thì cái điện thoại của em nó không thực, quay nó không thực lắm. Nhìn 10 nó vào trong hội hành nó chỉ 5-6 ấy. Nhưng cứ đặt găng tay cho quý vị nhìn này, bát đấy. Găng tay như thế này các bác nhìn xem găng tay em hơn 20 mới 20 thì như thế này thì biết là bát là bao nhiêu. Để cho nó nhanh chứ không có phải đo. Một trong những đôi loa khủng. Đấy, đây là đôi loa sạc VinVega. Đằng sau đã có thông số hết rồi, sạc VinVega từ chút đợi em soi. Vì nó là buổi tối nên là quý vị không thể nhìn thấy được. Đây. Sạc VinVega D18EE. Con này có hai cổng vào. Đây, một cổng mình có thể cắm bắp chuối và một cổng đường nó như kiểu đúng mic đây. Hai cổng cắm tín hiệu vào. Loa phải nói luôn là đẹp tuyệt vời. Quá đẹp luôn. Chiều ngang của thùng 62. Chiều ngang thùng 62, chiều cao nó xích suất 90, gần 90. Nên em sẽ đo kích thước sau. Mời quý vị vào với bản test luôn. Em sẽ test nhạc cổ, nhạc hoài niệm, những ca khúc đi cùng năm tháng. Có những ca khúc chỉ mở ra nghe là chán, nhưng mà có những ca khúc nghe mãi không chán. Và cho đôi loa này thể hiện nhẹ nhàng cho quý vị. Mời các bác. Đây là nhạc cổ nhé. Nhạc cổ, nhạc mộc, nhạc không dùng kỹ thuật số gì cả, nhạc cổ luôn. Bao ngày nhớ nhung này bao đi săn xui thì vội hết tâm sự vừa cạn một đêm. Sau nay em lại khóc khi anh ra đi vì em, hay chăng ân tình lớn hơn không gian đôi mình cách. Mai nay anh đi rồi, mai nay anh đi rồi, mai nay anh lại đi. Dạ
giảm bớt cái quạt. Không trách em yếu mềm khi con tim đơn côi, không muốn em dối lòng khi mang bao buồn tủi. Anh muốn em hiểu rằng đời lính chính phong sương thì một lần về thăm bằng vạn ngày gần nhau. Em nhớ không những chiều khi sương thu sang sang, anh nhớ xưa chúng mình hay đi trên đường vắng. Anh nhớ xưa một lần lặng ngắm áng mây trôi, làm người yêu lính chiến mấy ai chọn đôi. Bây giờ cách xa, chim kia lìa cánh, cây kia lìa cành. Bây giờ cách xa, đôi lứa đôi miền nhạt nhòa chiều mưa. Xin cho ân tình đó bao la như sương đầu núi, xin cho ân tình sẽ không mau tan như bọt nước. Anh đi anh lại về, em ơi tớ duyên đầu, xin trăm năm bên. Cho nhạc nhỏ xuống một chút. Nhạc nhỏ. Em cho nhạc nhỏ, em sẽ đo cái kích thước của đôi loa này cho quý vị. Sau đó em sẽ chuyển một dòng nhạc cổ tiếp theo. Clip hôm nay em sẽ test nguyên nhạc cổ cho quý vị. Nguyên nhạc cổ ạ. Không test nhạc mới, chỉ nhạc cổ. Về chiều cao của đôi loa này, đôi loa này có chiều cao. Đôi loa này có chiều cao là 92 phân. 92. Chiều ngang 62. Chiều ngang 62 ạ. Chiều sâu là 40,05, gần 41,05. Sau đây mời quý vị sang với lại một dòng nhạc cổ tiếp theo. Em chuyển sang nhạc cổ khác. Chuyển đến một dòng nhạc thật cổ. Thu âm trước năm 75. Đây. Chuyên nhạc cổ luôn. Nhạc cổ là thế đấy quý vị ạ. Em đánh nguyên nhạc cổ cho các bác xem. Tất cả các tiết tấu nhạc cũ quá là rõ luôn. Mà tiếng bước buông thế, tiếc thay hoài cầu thôi. Phố đã vắng thưa rồi.
con đường về nỗi giấc mơ xưa. Ngày buồn dài lễ thế có hôm nhớ nhung gió lạnh đâu tìm về làm xe. Vừa rồi là toàn bộ cái clip em test giới thiệu đến quý vị đôi loa sạc Vin nói luôn là khủng nhất từ trước đến nay. Và đôi loa này có giá là 39.900.000. Em test nguyên nhạc cổ cho quý vị. Nhạc cổ là nhạc mộc, nhạc đánh thời xưa, không qua xử lý một chút nào về kỹ thuật số âm thanh mà đã nghe các tiếng nhạc cụ lõ gõ lóc cóc như vậy. Đấy là hôm nay em còn đánh với con âm ly Dinaco này, nó chưa hợp với dòng san xui, nó phải san xui đánh nó còn hay nữa. Khi đó thì không nói gì cả. Và em cũng không biết nói gì hơn. Quý vị nào có nhu cầu alo. Em trân trọng cảm ơn. Em chuyển hàng, giao hàng toàn quốc. Cảm ơn quý vị.